đó chính là đường màu đen ở đây, nó tăng liên tục, thì số lượng Bitcoin trong các liệt chi ví holder họ đã giảm xuống rất là mạnh, cho thấy rằng là họ đang bán ra ngay trong thời điểm đó. Còn khi ngay trong thời điểm hiện tại thì các bạn có thể thấy rằng là chỉ số này nó đang tăng lên rất là mạnh, có đến tận là 392.000 Bitcoin kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2021 cho đến hiện tại, thì họ đang tiếp tục tích lũy vào rất là nhiều. Ok, xin chào anh chị và các bạn, lại là Huy đây. Trong video này thì mình sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình thị trường crypto dưới góc nhìn của một người phân tích kỹ thuật. Và video này sẽ có chủ đề là nếu chúng ta mua Bitcoin ngay bây giờ thì đúng hay sai. Và chắc hẳn rằng là đang có khá là nhiều bạn thắc mắc rằng là nếu chúng ta mua Bitcoin ngay thời điểm bây giờ thì có hợp lý hay không. Để trả lời được câu hỏi này thì mình cần các bạn xác định được hai yếu tố quan trọng, đó là rủi ro và lợi nhuận. Trong thời điểm này thì giá của Bitcoin đang khoảng gần 19.000 đô nếu chúng ta mua vào, và trong trường hợp giá của Bitcoin tiếp tục giảm về vùng 15.000 đi thì chúng ta đang bị lỗ là 20%, đúng không các bạn? Và nó tiếp tục giảm về vùng 10.000 đô đi thì chúng ta đang bị lỗ là khoảng 48%, đúng không các bạn? Đó là về phần rủi ro. Còn về phần lợi nhuận thì nếu như mà giá của Bitcoin nó tăng từ vùng 19.000 đô này, nó tăng lên vùng 40.000 đô thì chúng ta sẽ có được một mức lợi nhuận là 110%. Và nếu như nó tăng tiếp lên vùng 60.000 đô thì chúng ta sẽ có được một mức lợi nhuận rất là cao là 215%, đúng không các bạn? Vậy thì nếu xét về tính rủi ro và lợi nhuận thì mình nghĩ rằng là các bạn cần phải biết được nếu như mua vào thì chúng ta sẽ bị lỗ bao nhiêu, và khi mà chúng ta có lợi nhuận thì chúng ta sẽ có lợi nhuận bao nhiêu. Còn lại thì các bạn tự lựa chọn. Nếu như các bạn chấp nhận được một mức lợi nhuận nó cao hơn mức rủi ro thì chúng ta cũng sẽ có được những hành động hợp lý. Tiếp theo sẽ là thông tin về giờ mệt của Ethereum, khi mà ngày hôm qua ngày 6 tháng 9 thì bản nâng cấp Bellatrix đã được kích hoạt trước khi mà chuyển sang cơ chế mới của Ethereum, đó là Proof of Stake. Bellatrix là một bước cần thiết để tạo các block mainnet chuẩn bị cho giờ mệt của Ethereum. Tuy nhiên, đối với tình hình hiện tại trên thị trường thì vẫn chưa có tín hiệu lạc quan trên giá của Ethereum. Như trên màn hình thì đây là biểu đồ kỹ thuật trên khung thời gian tuần của Ethereum. Thì các bạn cũng đang thấy là Ethereum đang tạo nên một cấu trúc xu hướng giảm trên biểu đồ kỹ thuật. Đó là cấu trúc đỉnh sau nó đang thấp hơn các đỉnh trước, và đáy sau nó cũng đang thấp hơn các đáy trước. Và khi mà giá hồi lên đúng khu vực Fibonacci ở đây, đó là vùng 0.5 và 0.618, rơi vào vùng 1.800 cho đến 2.000 đô, thì giá của Ethereum đã xuất hiện một setup, đó là bearish spiky. Và sau setup này thì giá của Ethereum đã bị bán xuống rất là mạnh. Và một khi mà setup giảm giá nó xuất hiện trong một xu hướng giảm thì nó càng tăng cái độ chính xác của setup này lên rất là cao. Vì vậy Ethereum đang rất là khó trong việc mà nó tiếp tục nó tăng giá trong thời gian sắp tới ha. Còn trên khung thời gian ngắn hạn của Ethereum, đó là khung thời gian 4 giờ thì mình đã có phân tích trong video hôm qua, thì Ethereum vẫn đang là một cấu trúc xu hướng giảm, bởi vì là giá vẫn chưa phá được vùng màu đỏ ở đây, đó là vùng 1710 đô ha các bạn. Hôm qua thì giá đã có lần chạm đúng vùng 1700 đô, sau đó thì đã bị bán xuống với một áp lực rất là mạnh ha các bạn, và tạo nên một cụm nến, đó là bearish engulfing, là một cụm nến nhấn chìm giảm giá. Và sau khi mà xuất hiện cụm nến nhấn chìm giảm giá thì mình nghĩ rằng là Ethereum vẫn sẽ tiếp tục xu hướng chính của nó, đó là một xu hướng giảm. Target hiện tại trong ngắn hạn của Ethereum gần nhất là vùng hỗ trợ 1430 cho đến 1470 đô ha các bạn. Tiếp theo là biểu đồ kỹ thuật trên khung thời gian tuần của Bitcoin, thì các bạn có thể thấy rằng là xu hướng chính đang là một xu hướng giảm, và sau khi mà xuất hiện setup bearish spiky ở đây thì giá của Bitcoin đã giảm rất là mạnh kể từ lúc mà mình có phân tích với các bạn trong các video trước. Thì khi đó giá của Bitcoin là quanh vùng là 23.000 đô mà nó đã giảm về đến vùng hiện tại là 18.697 đô ha các bạn. Trong thời gian sắp tới thì mục tiêu về giá của Bitcoin trên khung thời gian tuần của mình vẫn đang là vùng 10.000 cho đến 15.000 đô, và trong đó là vùng 13.100 đô cũng chính là target, cũng là một cái chiều cao của mô hình hai đỉnh trên khung thời gian tuần ở đây ha. Và như mình cũng đã có chia sẻ trong phần đầu video thì nếu như các bạn mua vào ngay trong thời điểm này thì các bạn cũng phải biết được là cái mức rủi ro nếu như giá Bitcoin nó có giảm tiếp về vùng 15.000 thì chúng ta sẽ bị lỗ 20% giá trị. Còn nếu như nó tiếp tục giảm về vùng 10.000 đô thì chúng ta sẽ bị chia hai lần giá trị tài sản. Còn trên khung thời gian trung hạn của Bitcoin, đó là khung thời gian ngày, thì các bạn cũng đang thấy được là sau khi mà giá đã kích hoạt mô hình là cờ hiệu giảm giá ở đây, mình đã có phân tích trong các video trước, đó là khi mà giá đã phá xuống rất là mạnh bằng một cây nến cường lực Marubozu thì giá đã liên tục giảm kể từ đó rồi các bạn. Và hiện tại thì giá đang hoàn thành cái mức target của 50% của mô hình cán cờ hiệu giảm giá ở đây, đó là ở quanh khu vực hỗ trợ 17.000 cho đến 18.000 đô trên khung thời gian ngày.
Và ngay tại đây, nếu như mà có một áp lực mua á, và tất nhiên là tại vùng hỗ trợ thì nó sẽ có một áp lực mua từ các nhà đầu tư. Nhưng mà nếu như mà không có áp lực mua, tức là áp lực bán vẫn đang duy trì rất là mạnh hả các bạn. Với cây nến ngày hôm qua là một cây nến thăng nến rất là dài. Và ngay tại đây thì tất nhiên là những người bán thì họ sẽ rất là cẩn thận. Khi mà chạm vùng hỗ trợ thì sẽ có rất là nhiều người mua, cho nên lực bán nó sẽ suy yếu từ từ. Và vì vậy cho nên là trong ngắn hạn thì mình nghĩ rằng là sẽ có một nhịp sóng hồi lên trước khi mà nó tiếp tục có những hành động tiếp theo. Và trong trường hợp nếu như mà nó phá được vùng hỗ trợ màu xanh ở đây luôn, thì lúc đó Bitcoin sẽ bị bán tháo rất là mạnh trên khung thời gian ngày và khung thời gian tuần. Có thể là nó sẽ giảm về vùng 15.000 đô hoặc là vùng 13.000 đô trong thời gian tới. Thuận theo xu hướng chính của nó trên thị trường vẫn đang là một xu hướng giảm. Mình đã có một video để chia sẻ rằng là chiến lược mà mình thu lợi nhuận nếu như mà có airdrop trong lần nâng cấp giờ mệt của Ethereum, và các bạn có thể xem lại ở nút chữ Y góc trên bên phải của màn hình ha. Tiếp theo là về tình hình dữ liệu on-chain thì các bạn cũng đang thấy được là đây là một chỉ số cho thấy rằng là những holder họ đang làm gì ngay trong thời điểm này. Thì các bạn cũng đang thấy được là khi mà giá của Bitcoin, đó chính là đường màu đen ở đây, nó tăng liên tục, thì số lượng Bitcoin trong các lệnh chi ví holder họ đã giảm xuống rất là mạnh, cho thấy rằng là họ đang bán ra ngay trong thời điểm đó. Còn khi ngay trong thời điểm hiện tại thì các bạn có thể thấy rằng là chỉ số này nó đang tăng lên rất là mạnh, có đến tận là 392.000 Bitcoin kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2021 cho đến hiện tại thì họ đang tiếp tục tích lũy vào rất là nhiều. Còn giai đoạn trước thì khi mà giá Bitcoin nó tăng lên á, thì họ đã bán ra là 394.000 Bitcoin kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2020 cho đến ngày 25 tháng 5 năm 2021. Và điều đó cho chúng ta thấy được rằng là kể từ lúc mà giá của Bitcoin nó tăng rất là mạnh từ cuối năm 2020 đến tháng 5 năm 2021 thì các holder họ đã bán ra, phân phối hàng ra trên thị trường rất là nhiều. Còn trong giai đoạn hiện tại thì họ vẫn đang tiếp tục tích lũy đến tận là 392.000 Bitcoin trên các địa chỉ ví đó. Vì vậy cho nên đây là một giai đoạn tích lũy rất là rõ ràng. Và cụ thể hơn thì các bạn có thể thấy rằng là khi mà giá của Bitcoin nó tăng từ cuối năm 2020 đến tháng 5 năm 2021 thì có tháng thì những holder này họ đã bán ra đến tận là 150.000 Bitcoin, tức là họ cho thấy được là họ đang bán ra để xả ra trên thị trường và phân phối hàng rất là mạnh ngay trong thời điểm đó. Còn trong thời điểm hiện tại thì các bạn cũng đang thấy được là họ liên tục mua vào, và trong những tháng gần đây thì họ mua đến tận là hơn 50.000 Bitcoin trong vòng 1 tháng. Và điều này cho chúng ta thấy được là khi mà giá của Bitcoin, chính là đường màu đen ở đây, nó liên tục giảm như thế này, nhưng mà các holder họ tiếp tục họ mua vào ngay trong thời điểm này, chứng tỏ giai đoạn này ở trên thị trường đó chính là một giai đoạn tích lũy rất là rõ ràng. Thêm một thông tin về vĩ mô thì Nga đã cắt đứt việc cung cấp khí đốt sang châu Âu vô thời hạn. Nguyên nhân là do các lệnh trừng phạt của châu Âu đã áp lên Nga, khiến họ phải làm như vậy để buộc gỡ những lệnh trừng phạt đó. Và điều này có thể khiến cho một cuộc khủng hoảng năng lượng có thể xảy ra tại châu Âu, bởi vì là trong thời gian tới là mùa đông, và khi mùa đông đến thì những người dân tại châu Âu sẽ có nhu cầu sử dụng khí đốt rất là nhiều, nhưng mà nguồn cung khí đốt đã đang bị cắt giảm bởi Nga, cho nên là khi mà cầu nó lớn hơn cung thì nó sẽ thúc đẩy cho giá của khí đốt nó tăng lên rất là mạnh trong thời gian tới. Và khi mà giá của khí đốt và giá năng lượng nó liên tục tăng thì nó cũng sẽ kéo theo lạm phát, nó cũng tăng theo. Và từ đó chúng ta có thể thấy được là giá trị của đồng euro nó cũng sẽ giảm trong thời gian sắp tới. Qua những điều này thì chúng ta cũng đang thấy được là Nga đang vũ khí hóa bằng năng lượng lên 27 nước trong khối của Liên minh châu Âu EU. Và điều này nó đang khiến cho lạm phát tại châu Âu nó cũng sẽ tăng lên rất là mạnh. Nếu như việc này tiếp tục xảy ra thì người dân tại châu Âu sẽ có xu hướng là không muốn nắm giữ đồng euro nữa, mà chuyển sang nắm giữ đồng USD, tức là đồng đô la, bởi vì là đồng euro nó liên tục giảm giá trị, cũng như là họ muốn chuyển sang nắm giữ đồng USD và đem đi gửi ngân hàng, trong khi ngân hàng nó liên tục tăng cái mức lãi suất đối với đồng USD. Và điều này nó cũng đang khiến cho chỉ số sức mạnh của đồng đô la Mỹ, đó là chỉ số DXY, nó liên tục tăng và chưa có dấu hiệu đảo chiều. Và trong thời gian sắp tới, nếu như mà DXY nó tiếp tục tăng như vậy thì các lớp tài sản rủi ro cao, ví dụ như crypto hay là chứng khoán Mỹ, thì nó vẫn có một giai đoạn downtrend rất là dài hả các bạn. Và như trên màn hình thì các bạn cũng đang thấy được, đây là biểu đồ kỹ thuật của chỉ số đồng đô la Mỹ, đó là chỉ số DXY. Thì các bạn cũng đang thấy là nó đang có một cấu trúc tăng giá, cấu trúc xuống tăng ha, thể hiện qua cấu trúc là đỉnh sau nó đang cao các đỉnh trước, và đáy sau nó cũng đang cao các đáy trước. Và chỉ khi nào mà chỉ số DXY này nó giảm xuống, nó phá được vùng màu xanh ở đây, đó là vùng 104.8,
thì lúc đó dấu hiệu đảo chiều của các loại tài sản rủi ro cao khác, ví dụ như crypto hay là chứng khoán, thì nó mới có dấu hiệu là để tạo đáy của chu kỳ hay các bạn. Còn hiện tại thì với một cấu trúc tăng rất là mạnh của chỉ số DXY thì chúng ta cũng không nên dự đoán đỉnh của chỉ số này nó ở đâu ha các bạn. Bởi vì là với một cấu trúc tăng như thế này thì chỉ khi nào mà giá nó giảm xuống, nó phá được những vùng quan trọng theo lý thuyết Dow á, thì lúc đó mới có dấu hiệu đảo chiều trên thị trường. Team mình đang có một nơi chuyên cung cấp thông tin xác nhất với thị trường, mọi người có thể tham gia bằng đường link mình để dưới phần bình luận của video này nhé. Tóm lại thì trong thời điểm này thì mình đang thấy rằng là về kinh tế vĩ mô nó vẫn chưa thực sự ổn định, khi mà lạm phát tại châu Âu nó vẫn còn đang tăng và ở mức rất là cao. Và trong thời gian tới là cuộc họp cuối tháng 9 của Fed vẫn tiếp tục tăng mức lãi suất lên. Vì vậy cho nên là mình thấy rằng là các lớp tài sản rủi ro cao, ví dụ chứng khoán hay crypto, nó vẫn còn đang rất là xấu. Nếu như các bạn muốn đầu tư thì mình nghĩ rằng là phương pháp tốt nhất ngay trong thời điểm này đó là phương pháp mua trung bình giá DCA. Và chúng ta cũng nên hiểu được về mức tỷ lệ rủi ro và tỷ lệ lợi nhuận của chúng ta nó là bao nhiêu thì chúng ta mới nên mua vào ha. Các holder trên thị trường vẫn đang tiếp tục tích lũy Bitcoin vào ngay trong thời điểm này, khi mà các nhà đầu tư F0 họ đã bán cắt lỗ và thoát khỏi thị trường rồi ha các bạn. Mình nghĩ giai đoạn này là giai đoạn rất tốt để mua trung bình giá tích lũy tài sản. Tiền để mua tích lũy thì chắc chắn là đến từ thu nhập hàng tháng, và dành ra một khoản để tiết kiệm và đầu tư thì sẽ rất tốt, cũng như là ít rủi ro hơn so với tiền đi vay mượn ha các bạn. Nếu anh chị thấy thích video và muốn nhận thêm nhiều thông tin hữu ích đến từ kênh YouTube của team mình thì đừng quên dành 5 giây để nhấn like video và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ team mình nhé. Mọi phân tích của mình chỉ mang yếu tố là thông tin tham khảo và chia sẻ quan điểm cá nhân. Mỗi quyết định đầu tư là nằm trong tay của anh chị và các bạn. Video này không phải là khuyên đầu tư tài chính. Video này của mình đến là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.